Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo, thời tiết tại hầu hết Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ có thể lên mức là 31 cho đến 32 độ. Nhiệt độ về đêm theo đó cũng sẽ tăng lên mức là 23 cho đến 24 độ. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên là khoảng ngày 23 cho đến ngày 24 tháng 2 sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới các tỉnh ở miền Bắc nước ta, gây chuyển thời tiết có mưa và nhiệt độ giảm mạnh, chấm dứt xu hướng tăng nhiệt liên tục trong tuần qua. Với khu vực Thừa Thiên Huế, thời tiết vẫn tiếp tục duy trì là sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, trong đó sương mù nhẹ rải rác xuất hiện vào sáng sớm ở phía Bắc Thừa Thiên Huế, còn ở phía Nam, khu vực có nắng sớm do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây. Nền nhiệt toàn khu vực phổ biến là từ 30 cho đến 33 độ. Đáng lưu ý là đợt nắng này dù trong ngày nắng mạnh nhưng mà nhiệt độ buổi sáng sớm và đêm vẫn khá thấp, khoảng là 20 cho đến 23 độ. Cảm giác lăn vào sáng sớm và đêm là khá rõ. Cơ quan khí tượng cảnh báo trời nắng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao sẽ dễ tác động tới sức khỏe của người dân khi ở ngoài trời trong thời gian dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, cần đề phòng xảy ra cháy nổ. Còn bây giờ là nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Huyện Phú Vang, Phủ Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.